trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề có thể vấn đề đó là liên quan tới thời sự có thể vấn đề đó liên quan tới những gì mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử và quý vị trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì tôi lại nhấn mạnh tới một câu chuyện đang xảy ra và hiện nay thì đang lùm xùm nhiều người đang nói tới và ít nhiều cũng có liên hệ tới cá nhân của tôi. Đó là câu chuyện của David Dương là ông chủ của công ty rác đa phước tại Việt Nam và cũng có những công ty rác của ông tại đây đang đòi nợ cả cái gọi là quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cái bộ tài nguyên và môi trường đang thiếu nợ công ty của ông lên tới 170 triệu Mỹ Kim. Và quý vị, cái tin này thì bây giờ tôi đăng lại, tôi đưa cho quý vị xem cái hình ảnh của một tờ báo ở tại ở đây tại đây đã đăng và sau đó chúng ta sẽ đi vào nói chuyện và phân tích xem và cũng như là cái phần mà tôi sẽ nói phần của tôi liên quan tới David Dương. Quý vị, ở trên màn hình quý vị nhìn thấy, việc kiều Mỹ David Dương đòi Sài Gòn trả khoản nợ 170 triệu Mỹ kim và trong đó thì có đăng lại là à, đôi bên cũng cải qua cải lại và hình của david dương ở đây cũng như là một bên thì nói trả rồi một bên nói chưa trả đại khái là cái câu chuyện của công ty gọi gọi là vws đó là cái công ty của đa phước của ông david dương theo tiếng việt thưa quý vị câu chuyện này thì chúng ta đã biết bởi vì báo chí trong nước cũng đã đăng rồi bây giờ báo chí ở hải ngoại đăng lại bản tin cục trong nước thôi có điều là tôi đang thắc mắc với tờ báo người việt là không ngờ báo người việt ở đây tôi chia làm hai phần phần thứ nhất là báo người việt và cái sự xuống cấp của họ phần thứ hai là câu chuyện của david dương tôi đã từng nói với quý vị không binh không chống ok Để về việt nam làm ăn là phải là phải thắt cái risk đó đừng có cầu cứu bên ngoài làm cái gì hết thì tôi đã từng nói với quý vị rồi bây giờ mình nói phần thứ nhất đi xuống cấp của báo người việt là như thế nào ám ảnh sợ hãi và luôn luôn sử dụng cái chữ mà họ cho là họ cẩn thận quý vị làm khỉ gì có sài gòn mà thiếu nợ của david dương 170 triệu thiếu nợ của david dương công ty đa phước là quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh và cái bộ tài nguyên môi trường chứ làm khỉ gì có dân cái này là xúc phạm tới người sài gòn rồi tôi không ngờ báo người việt nó xuống cấp tới mức như vậy dùng chữ mà dùng cũng không được đàng hoàng nữa làm khỉ gì có thành phố Sài Gòn nào mà thiếu tiền của David Dương đâu. Và dân Sài Gòn cũng đâu có thiếu tiền của David Dương. Mà là cái quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cái bộ tài nguyên môi trường của Cộng sản nó thiếu tiền của David Dương mắc mới gì dân Sài Gòn mà đăng ra là việc kiều Mỹ David Dương đòi Sài Gòn trả khoản nợ 170 triệu. Các vị thấy chưa? Tránh dùng chữ thành phố Hồ Chí Minh mà tránh một cách ngu dốt dẫn tới một cái người ta đọc một cái là người ta thấy trời ơi đất hỡi cái tờ báo đăng kỳ cục vậy quý vị cái chuyện mà chữ sài gòn hay chữ thành phố hồ chí minh tùy theo cách dùng của mình ngày xưa bbc cái thời của xuân hồng cái thời của những tiền bối cũ họ làm họ lúc nào họ dùng chữ sài gòn lúc nào họ dùng chữ thành phố hồ chí minh chính tôi là người tiết lộ ra rồi sau này cộng sản áp dụng ngược lại trên báo chí của họ tức là ngày xưa quý vị lúc mà tôi làm cho đài chị quỳnh trang thì lúc đó người giám đốc chương trình của tôi tên là nguyễn quý đức thì cương quyết dùng chữ thành phố hồ chí minh trong anh em trong đài thì muốn dùng chữ sài gòn thì quý vị nguyễn quý đức lấy lý do là đài rfe ở bên pháp tức là đài phát thanh pháp á và đài bbc của london đã dùng chữ thành phố hồ chí minh cho nên mình cũng phải làm tin cũng phải dùng chữ thành phố hồ chí minh thì quý vị, lúc đó tôi là người phát trực tiếp hai chương trình phát thanh này trên đài phát thanh của chị Quỳnh Trang. Lúc đó chúng tôi lấy cái tên đài là VBN Lúc đó tách trời khỏi đài Lý Đồ Sài Gòn Radio. Thì quý vị, tôi là người đã gọi cho anh Xuân Hồng bên BBC chỉ vì các anh dùng chữ thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cái tài nguyễn quý đức này nói rằng vì các anh dùng cho nên chúng tôi phải tuân thủ cái quy tắc của uh, quốc tế tên thành phố đương kê đương kim phải dùng thì lúc đó chính tôi bị anh xuân hồng la anh nói mày không biết con khỉ gì hết mày về mày lắng nghe bản tin của tao đi rồi mày gọi lại rồi chính cũng tôi gọi cho bên phía anh quốc của đài rfi tức là đài là phát thanh pháp á cũng than phiền và cũng một câu trả lời y chang như xuân hồng cậu về cậu xem lại tất cả các bản tin của chúng tôi rồi cậu nói chuyện thì quý vị lúc đó tôi về tôi, tại vì mỗi ngày tôi phải thâu lại hai chương trình này để tôi phát trên đài của chị quỳnh trang mà thì tôi nghe thì tôi mới phát giác ra những cái tin mà đĩ điếm xì ke ma túy thì họ dùng chỉ thành phố hồ chí minh còn những cái tin nào chính thống đàng hoàng họ dùng chỉ sài gòn nhưng trừ phi là ví dụ như cái nhân vật đó họ nói rằng họ tới à, thành phố hồ chí minh thì phải giữ nguyên văn ví dụ như võ văn kiệt nói rằng là ông ta sẽ bay vào thành phố hồ chí minh thì lúc đó họ mới giữ nguyên văn lời nói của Võ Văn Kiệt là chữ Hồ Chí Minh thôi, còn nếu không họ dùng chữ Sài Gòn. Còn những cái tin mà cướp bóc, đỉ điếm xì ke ma túy, họ dùng chữ thành phố Hồ Chí Minh. Thì thật sự không ai biết câu chuyện này cả. Không ai biết câu chuyện này cả. Và sau này khi mà tôi cộng tác với tờ Việt Weekly, thì tôi có kể ra câu chuyện này trên mặt báo chí của Việt Weekly cho mọi người nghe. Để biết được là thâm ý của mấy tài tiền bối của đài EFI và đài BBC ngày xưa. Thì quý vị, Cộng sản nó đem nó áp dụng ngược lại. Là sau này quý vị sẽ thấy là chữ đĩ điếm xì ke ma túy thì nó dùng chữ Sài Gòn. Còn tin chính thống thì nó dùng chữ thành phố. Tức là nó áp dụng ngược lại. Nó chơi xỏ lá lại mình. Thì quý vị, lúc đó trong đài của tôi đã bị tan nát nguyên cái đài của chị Quỳnh Trang. Tan nát cũng chỉ vì chữ này. Là bởi vì lúc đó cả một đài 26 người, 24 người vote cho chữ Sài Gòn mà lúc đó thanh thảo là đang làm cho đại việt phép bây giờ đó còn cầm một cái tập à, tạp chí về du lịch của mỹ đưa ra đề rõ ràng là hồ chí minh city tiêu cô sài gòn city tức là chứng minh là cái chữ sài gòn thì lúc đó tôi cũng nói ra tôi cũng nói với chị quỳnh trang tôi nói rằng là một thành phố có trên 300 tuổi còn một thành phố mới có được đặt cái tên của vài chục năm tôi vẫn ủng hộ cho một cái thành phố được đặt tên 300 tuổi thì cuối cùng quý vị nguyên cái đài bị bể tan hàng chỉ vì cái chữ này thì quý vị kể từ đó thì á, báo chí bên đây là tránh dùng chữ thành phố hồ chí minh chỉ dùng chữ sài gòn do đó đám báo người việt bắt đầu là nhìn bắt đầu là chạy theo cái này sợ bị chửi sợ bị biểu tình và dùng chữ sài gòn không mà không biết được lúc nào dùng chữ sài gòn lúc nào dùng chữ thành phố hồ chí minh quý vị chính thức David Dương là ký hợp đồng với cái gọi là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cái công và cái cơ quan mà đặt trách trả tiền cho công ty phá rác của David Dương là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nó không có liên can gì tới dân Sài Gòn cả. Và nó cũng không liên can gì tới thành phố Sài Gòn cả. Báo người Việt đặt như vậy chứng tỏ là gì quý vị? Không có suy nghĩ cận kẽ cận kẽ khi đặt tựa. Và nói rằng là cái tên chủ bút này thiếu trình độ và cái tên tổng biên tập này cũng thiếu trình độ nhưng không trách được tại vì sao quý vị thời gian sau này trong báo người việt ngoại trừ cái khuynh hướng chính trị cực tả ra đa số những phóng viên đang làm việc trong báo người việt đều thuê mướn lại của những tờ báo trong việt nam ở trong đó quý vị có thể điểm ra rất nhiều những ký giả làm việc cho báo người việt đã từng cộng tác với báo tuổi trẻ báo thanh niên hay là báo công an trong nước rồi cái cơ hội họ làm cách nào đó họ được định cư ở bên mỹ rồi có móc nối quan hệ họ nhảy vô báo người việt làm bây giờ cái dàn phóng viên trong báo người việt đó cái đám trẻ đó quý vị là xuất thân từ những uh, trường lớp báo chí của cộng sản không do đó quý vị họ bị định hướng bên đây nhưng định hướng sai lầm do đó tôi nói báo người việt đã xuống cấp trong khi ngày xưa mặc dù rằng là những người đó họ có khuynh hướng khuynh tả nó ngược với tôi nhưng tôi vẫn coi họ là tiền bối tại vì chính một trong những người sáng lập báo Người Việt tôi đã từng nói quý vị ông khai nhãn cho tôi trong ngày truyền thông mà đó là Đỗ Ngọc Yến tại vì ông rất cẩn thận về chữ nghĩa ông rất cẩn thận về chữ nghĩa và trước đó thì một trong những người mà đồng sáng lập chung tờ báo Người Việt đó là ông Lê Đình Điểu tức là thân phụ của à, cô gì à, Isa đó và là nhạc phụ của Vũ Quý Hạo Nhiên đó thì quý vị Lê Đình Điệu cũng là một người rất cẩn thận về ngôn ngữ. Đỗ Ngọc Yến cũng vậy. Nhưng quý vị, kể từ khi mà tờ báo Người Việt bị đảo chánh lần cuối cùng và bây giờ nằm trong tay của bà Hoàng Vĩnh, là người nắm quyền lực toàn bộ báo Người Việt thì báo Người Việt đã gần như mất luôn tất cả những cái ID cũ của họ từ lúc mà họ sáng lập tới bây giờ. Gần như là đẩy tờ báo này đi về một khuynh hướng chính trị mà khuynh hướng chính trị này khuynh hướng chính trị cực tả và thứ hai là nhân viên nằm ở trong đó bây giờ hầu hết những cái nằm trong ban biên tập thì đều là những phóng viên và những ký giả từng làm việc cho những tờ báo trong Việt Nam do đó quý vị, mình cũng không lạ lắm là cái sự xuống cấp một cách trầm trọng của báo Người Việt bây giờ tôi biết, từ mười mấy năm nay nhiều người hỏi tôi về báo Người Việt tôi nói thẳng luôn cái trang người ta đọc nhiều nhất ở trong báo người Việt là trang rau vặt chứ không phải nội dung của tờ báo. tại vì trang rau vặt đó là do anh Tống Hoàng, Nguyễn Thiện Cơ và chị Vân và bà Nguyễn Thiện Cơ tạo ra từ năm 1992 nó trở thành một cái cần thiết trong đời sống lúc đó những người đó còn trong báo người Việt thì quý vị à, mướn nhà mướn cửa kiếm việc làm kiếm nhân viên thì người ta đều kiếm tờ báo người Việt là bởi vì ngay từ năm 1992 lúc mà tờ người việt bên bờ phá sản thì lúc đó tống hoàng anh nguyễn thiện cơ là em ruột anh nguyễn ngọc chấn và chị vân vợ anh nguyễn thiện cơ đó đã vào cứu được tờ báo người việt họ là đẩy quảng cáo họ thúc đẩy nhân viên làm việc rồi họ tạo ra cái trang rao vặt để ngày hôm nay cái trang rao vặt được xem là cái trang được xem là kiếm tiền nhiều nhất cho báo người việt và cũng là cái trang mà người ta đọc nhiều nhất trong toàn bộ tờ báo còn nội dung cái tờ báo gần như người ta không đọc luôn. Thì quý vị, bây giờ mà quý vị hỏi tôi báo người Việt, nội dung nó không bằng tờ Apple Times Việt ngữ. Tờ Apple Times Việt ngữ xuất đầu lộ diện ở những cái giai đoạn sau gọi là cuối trào của ngành báo chí và báo giấy. Nhưng mà tờ Apple Times Việt ngữ họ đã chinh phục được người ở tại quận Cam và ở một số thành phố khác nhờ vào cái nội dung của họ. Họ lại ít quảng cáo. Nhưng tờ báo này có những cái nội dung rất đứng đắn, đàng hoàng. Và đâu ra đó, nó không có kiss ass, nó không có nịnh bợ, nó không có vuốt ve giống như tờ người Việt. Do đó tờ người Việt bây giờ mà quý vị hỏi tôi đó, thì tờ mà hiểu, nó người, người ta kiếm tờ báo người Việt, người ta chỉ kiếm trang rau vặt thôi. Chứ chả ai thèm đọc nội dung của báo người Việt hết. Thì quý vị, đó là câu chuyện của báo người Việt. Ok, bây giờ mình bước qua câu chuyện thứ hai đi, là câu chuyện của David Dương. Tôi đã từng nói trên cái chương trình của tôi rất nhiều lần Là tôi không chống đối những người bạn đi Việt Nam làm ăn Tôi không chống họ nhưng tôi cũng không binh họ David Dương được xem là một người bạn của tôi Và trước khi khi mà tôi quen anh ta à, anh David Dương Thì ảnh đã bắt đầu cái dự án đa phước của anh trong Việt Nam rồi Tức là 2007 2007-2008 là thời điểm mà ảnh ảnh đã bắt đầu à, thực hiện cái công ty đa phước ở việt nam tức là tôi quen ảnh sau khi mà ảnh đã có cái à, làm ăn ở trong việt nam thì lúc quen biết thì anh em gặp nhau nói chuyện ăn uống nhưng mà hỏi tới chuyện khác thì tôi nói thẳng tôi vẫn nói thẳng nhiều lần với đẹp dương tôi không chống anh đi việt nam làm ăn nhưng mà tôi cũng không minh khi xảy ra chuyện anh phải tự lo và tôi chỉ có cho anh cái lời cố vấn tốt nhất ngày nào còn chỗ đứng ở ngoài này ngày đó cộng sản không làm thịt anh Ngày nào anh mất chỗ đứng ở ngoài này Ngày đó Cộng sản làm thịt anh trái chịu Thì quý vị Mười mấy năm nay David Dương đã có cái cách làm riêng của ông Tôi không nói Nhưng David Dương là một trong những nhân vật mới nhất Chuẩn bị Chuẩn bị Bị Cộng sản làm thịt Thì tôi đã nói rồi tôi không chống cũng không binh Bởi vì cái lằn ranh chống cộng Tôi rất rõ ràng Những người khác thì mù mờ Mù mờ là lúc thì họ chống lúc thì họ không chống tại vì họ không đặt là, đặt, rõ cái lần tranh giống như tôi nói quý vị tôi đã từng nói hôm trước mà tôi xuất hiện trên sao xe đó nếu như mà nói là chống cộng quyết liệt tới tận cùng thì không ai có thể đi việt nam cả bởi vì cái câu đầu môi của chúng ta là không chấp nhận chế độ cộng sản và xem đó là một cái chế độ bất hợp pháp với người dân việt nam vậy thì khi đi việt nam là phải mua vé là phải xin visa xin visa có nghĩa quý vị đã thừa nhận cái chế độ đó hợp pháp rồi quý vị mới đi xin visa đúng chưa đó là điều thứ nhất điều thứ hai khi bay vào việt nam mặc dù quý vị đi những hãng máy bay, bay khác và nhưng mà khi tới những quốc gia kế cận việt nam đó bay vào trong việt nam dù quý vị bay bằng máy bay của hãng đó nhưng vẫn được điều hành tức là operate bởi việt nam airlines Ví dụ như tôi mua một cái vé từ đây về Việt Nam đi. Tôi ghé qua Đài Loan là cái hãng Eva đi. Thì từ Đài Loan hãng Eva đưa tôi vào Việt Nam. Thì có khi họ dùng chiếc máy bay của Việt Nam Airlines. Có khi họ dùng của hãng Eva Airlines luôn. Nhưng những chiếc máy bay mà Eva Airlines hay Việt Nam Airlines bay vào trong Việt Nam từ ở Đài Loan, ở Đài Bắc á, đều được operate bởi Việt Nam Airlines. Chứ không phải Eva Airlines tại vì các công ty gọi là gì à, về à, các công ty à, máy bay á, hàng không đó họ có hợp đồng ở cấp chính phủ cấp quốc gia mà do đó quý vị đừng ai nói với tôi là chưa bao giờ nếu mà đã đi việt nam nói là tôi không bao giờ ngồi việt nam airlines hết là sai even quý vị ngồi bằng hãng nhật hãng thái lan philippines singapore bay vào trong việt nam thì quý vị có ngồi trên chiếc máy bay của những hãng quốc gia đó nhưng nó vẫn được điều hành bởi Vietnam Airlines. Đó là hợp đồng của họ. Do đó, thứ nhất là nếu mà xin visa chiếu kháng vào Việt Nam thì coi như là chấp nhận chế độ đó là chế độ hợp pháp. Thứ hai, ngồi Việt Nam Airlines. Ok, tôi nói là câu này không phải là tôi đi cực đoan. Vậy thì cái lằn ranh chống cộng sẽ đặt ở cái mức nào thích hợp Tại vì tất cả mọi người đều đi Việt Nam hết Ngay cả thân nhân của tôi cũng đi Việt Nam Mà tôi là thằng chống cộng Thì cái lằn ranh chống cộng nó nằm ở chỗ nào thích hợp Nhiều anh em chống cộng vẫn mù mờ À tôi chống David Dương hay là tôi chống à, ông A ông BMC vì ổng về Việt Nam Vậy thì Phan Kỳ Nhân có nên chống hay không? Khi con trai Phan Kỳ Nhân về Việt Nam cưới vợ Mà Phan Kỳ Nhân đang là gì Nằm trong quỹ ban chống cộng sản và tai sai Thì con trai đi Việt Nam cưới vợ Vậy con trai của ông đã chấp nhận chế độ cộng sản rồi Bởi vì con trai ông đã cầm cái visa chiếu kháng Do chính nhà nước cộng sản Việt Nam cấp Do đó quý vị Cái lằn ranh chống cộng đó Nó trở thành một cái vùng màu xám Rồi cái là cứ chụp mũ nhau Thằng đó đi Việt Nam nó là cộng sản Do đó, ngay từ lúc mở cái đài này ra, tôi đặt cái quy tắc của tôi. Tôi chống Cộng sản, nhưng tôi không chống những người đi Việt Nam. Đi Việt Nam làm ăn buôn bán hay là đi chơi, tôi không chống. Còn họ tự đi Việt Nam, họ tự thấy cái risk đó, tôi cũng không binh. Tôi không chống họ, cũng không binh họ. Không chống, không binh, không có nghĩa tôi ủng hộ nha quý vị. Tôi không chống họ, tôi cũng không binh họ. Họ tự đi Việt Nam, họ tự thách cái risk đó. Họ muốn làm ăn trong Việt Nam, họ tự thách cái risk đó. Tức là nó cướp của họ. Nó làm thịt họ, nó bắt họ đi tù, đừng cầu cứu bên đây. Tôi đã nói rồi. Đừng cầu cứu bên đây. Tại vì chính quý vị tự chọn con đường đó, không ai ép quý vị cả. Do đó quý vị chọn con đường đó thì quý vị đi ngược lại cái ý muốn của cộng đồng bên đây. Do đó cái lần ranh tôi đặt ra ở chỗ này tôi không chống cũng không bên những người đi Việt Nam, tôi chỉ tập tập trung chống cộng sản thôi. Trừ khi những người đi Việt Nam có những lời lẽ gây tổn thương cho cộng đồng bên đây, thì tôi lên án. Nếu họ về bệnh, họ phát biểu, họ làm những cái hành động gây tổn thương cho những người bên đây, tôi sẽ lên án. Còn nếu mà họ về, họ buôn bán làm ăn hát hò đi chơi hay là mua nhà mua đất là chuyện của họ tôi không chống nhưng tôi cũng không binh họ tôi cũng không binh họ ngay cả đây với dương tôi cũng không binh tôi đã nói trước rồi mỗi lần gặp nhau tôi đều nói đó đừng nghĩ rằng tôi bên anh tôi không có bên anh tại vì anh thách keris đó anh tự bảo vệ cho anh đi đừng hỏi tôi mặc dù mình là bạn nhưng mà tôi rõ ràng lắm bạn bè là trong cái chốn riêng tư của mình còn ra ngoài công chúng tôi có lập trường anh có làm ăn của anh, tôi có lập trường của tôi Tôi không thể binh anh được Tôi không thể binh anh được Và không binh được một cái gì hết Thì quý vị Đó là cái quy tắc của cái đài của tôi ngay từ đầu Và đó là cái quy tắc của tôi Bởi vì tôi phải đặt ra cái quy tắc cho mình Bởi vì tôi biết Gần như tất cả những người Việt ở hải ngoại 80% Tôi nói 80% từ những người giống như tụi tôi thôi Là chết không về Việt Nam thôi còn 80% còn lại Kể cả thân nhân của tôi Cũng phải về Việt Nam Đó mấy bà chị của tôi đó Sanh con bên Mỹ Mấy chục năm rồi Bây giờ con cái nó lớn Nó vô đại học Nó ra đại học rồi Bà cũng dắt nó về bên đó Cho nó biết đất tổ là gì Không lẽ tôi đóng Chống luôn bà chị tôi à Bà dắt về một lần thôi Rồi chính tụi nhỏ nó cũng không muốn về Nó thấy cái môi trường trong Việt Nam Nó không thích nữa Nhưng Tôi không chống những người đi Việt Nam Tôi cũng không chống những người làm ăn buôn bán giao dịch với cả, với Việt Nam. Họ tự thấy cái risk đó. Thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ David Dương là cái kẻ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ nó giật nợ. Thì ảnh đáng chịu. Rồi bây giờ tiền thì không có. Tiền thì nó không trả. Thuế nó vẫn đòi. Lương công nhân vẫn đòi. Và bây giờ còn tổ chức cái gọi là gì? À, bán đình công. Để đòi tiền lương. Thì David Dương phải giải quyết Ở bên đây không ai giúp được David Dương cả Và cá nhân tôi cũng chả giúp đi được cả Bởi vì Chính ảnh đã chọn con đường này Thì bây giờ ảnh phải tự bảo vệ cho ảnh đi Tôi không binh Và tôi cũng không binh luôn Mà đây là một cái lời cảnh cáo mới nhất Cho những người mà đang muốn về Việt Nam làm ăn David Dương có thế của chính trị gia Mỹ Mà còn bị đó Thì huống hồ chi quý vị không ủng hộ cho chính trị gia mỹ không bỏ tiền không bỏ bạc gì cả thì lúc mà gặp nạn rồi đó ai cứu tôi chưa biết david dương có 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 chiêu của ổng không nhưng tôi biết cái người mà thân với ổng là là chủ tịch của quỹ ban đối ngoại tại hạ viện người mà cộng sản đang cầu cạnh michael McCord. thì david dương có thể nhờ michael McCord. tại vì ổng là người ủng hộ cho michael McCord mà thì quý vị Ông có thể dùng cái thế Công dân của ông Đó hôm rồi Tôi cũng đã nói quý vị Dùng cái thế công dân Mỹ Thì vấn đề tự bảo vệ được hay không Nhưng cỡ như David Dương Mà Cộng sản còn làm thịt Thì cỡ Trịnh Vĩnh Bình Chả nghĩa lý gì cả Cỡ Trịnh Vĩnh Bình đó Thắng thắng kiện đó Chả nghĩa lý gì cả Tại Trịnh Vĩnh Bình bao nhiêu năm làm ăn ở Hòa Lan rồi đi qua Việt Nam làm ăn Rồi bị nó bắt Rồi bị nó cướp tài sản Bây giờ có thắng kiện đi nữa Thì chính phủ Hà Lan phải ra mặt Nhưng mà Trịnh Bến Bình, Bình ở cái thế Là bởi vì ổng không có sinh hoạt nhiều Trong cái giới chính trị của Hà Lan Cho nên ông đánh bằng luật sư của ông thôi Còn David Dương khác David Dương đóng góp chính trị Cho cả lưỡng đảng ở Mỹ mà Mà còn bị nó làm thịt kiểu này Thì quý vị cho thấy rằng là gì quý vị môi trường làm ăn trong Việt Nam là một cái môi trường rất tệ hại và không những tôi nói chuyện này tôi còn sẽ viết một cái bài ngắn để mà tôi gửi trên báo Mỹ để cảnh báo những công ty Mỹ những công ty Mỹ mà đang bị khuyến dụ bởi bộ ngoại giao đó là kêu họ vào Việt Nam mở hãng đó thì cẩn thận nó giật nợ bất cứ giờ phút nào nó tịch thu hãng bất cứ giờ phút nào cộng sản mà nó trở qua trở lại mấy hội có thể cái thế hệ là cai trị trước đó nó có ân tình với david dương nhưng cái đám sau lên không có gì ăn hết thì nó đè david dương ra làm thịt thôi tại vì đám trước ăn hết rồi đám sau không có gì ăn thì nó phải lật lại những cái trò của đám trước để mà nó đốt tiếp chứ quý vị do đó cái môi trường làm ăn trong đó nó không an toàn nó không có an toàn cho quý vị even quý vị là công dân mỹ đây là bài học rất đắt giá cho những kẻ đang muốn bỏ tiền về Việt Nam, thấy là đất đai rẻ mua, mua đi. Rồi lúc đó lãnh, lãnh đạn. David Dương ký 50 năm kìa. Bây giờ đó, sở thuế Việt Nam nó, nó cạo tới David Dương đó. Tiền của Bộ Tài nguyên Môi trường với Quỹ ban Nhân dân Thành phố chưa trả, nhưng mà thuế mỗi năm vẫn phải đóng cho nó cái tiền lợi tức thuế khai trên giấy tờ vẫn phải đóng mặc dù thằng kia chưa trả nhưng thằng này nó đòi tiền thì cũng học máu rồi quý vị đây là cái giá trả cho những kẻ làm ăn trong việt nam không chỉ có david dương không chỉ có trình vĩnh bình, bình mà kể cả tên tỷ phú kiện tôi bây giờ banh sát mất trắng công ty ở trung quốc mất trắng luôn tài sản mất sạch hết rồi Mấy năm trước kiện tôi còn khoe khoang 3 tỷ mấy, 3, 4 tỷ. Bây giờ thiếu nợ cùng mình. Tài sản ở Trung Quốc mất sạch hết. Là tên tỷ phú kiện tôi đó. Thì cũng vậy thôi quý vị. Tôi đã nói rồi. Làm ăn trong Việt Nam là tự thách cái risk đó. Nghe lời chiêu dụ của nó. rồi cứ nghĩ là về Việt Nam kiếm tiền nhiều hơn. Dạ. Yeah. Kiếm tiền nhiều lắm. Nhưng ngày nào đó không biết cái xe bản thân mình còn bị bắt đi tù nữa. Thì quý vị nhìn thấy đó Đại gia xuất thân từ Cộng sản Còn rụng như sung rụng Huống hộ chi mấy thằng gọi là Việt Kiều ngoài này Là nghĩa lý gì <laughs> Đại gia xuất thân đảng viên kìa Mà bây giờ còn rụng như sung rụng ở trong đó đó Huống hộ chi mấy Việt Kiều ở ngoài này Nó ăn lúc nào cũng được Nó cắn lúc nào cũng được hết và quý vị nghĩ rằng là với cái lối làm ăn ở trong đó không có một nền tư pháp độc lập mỹ sẽ tiếp tục để cho cộng sản việt nam làm như vậy à không có tôi đã nói quý vị cái chuyển trục của mỹ về á châu là trắng đen rõ ràng đứng về một phía nếu đứng về phía của mỹ là phải thay đổi thể chế chính trị là phải thay đổi nền tư pháp phải có một nền tư pháp độc lập hoàn toàn để xét xử cho những cái vụ tương tự như vậy chứ với cái nền tư pháp trong việt nam nó không phải là tư pháp nữa nó là một nền pháp trị của đảng trị. Một nền pháp lý của đảng trị thì đúng rồi. Tức là đảng nó định vụ án hết luôn. Nó định luôn cả bản án luôn. Nó không có một nền tư pháp. Cho nên đó, có ai kiện tụng trong Việt Nam thắng được đâu. Thua tài le, chạy ra ngoài này kiện mới thắng. Còn ở trong Việt Nam là thua tài le luôn. Do đó, với kiểu này, Mỹ làm ăn hả? Mỹ đầu tư vào hả? Nội cái hình ảnh David Dương thôi. Lên đưa cho Michael McCord thôi. Rồi Michael McCord để chuyển cái vụ án của David Dương cho những công ty như là Intel, Apple cảnh cáo trước. Ông cảnh cáo trước. À, đó, nó làm ăn đó. Bây giờ nó bị đó. Mà quý vị làm ăn, quý vị còn bán cho người ngoài. David Dương có một khách hàng duy nhất à? Tại vì David Dương kinh doanh về rác mà rác là cái quỹ ban nhân dân thành phố và sở tài nguyên môi trường trả tiền mà nó còn như vậy thì quý vị nghĩ đi bây giờ mà rác ở sài gòn một ngày là 10.000 tấn công ty đa phước của david dương xử lý bảy rưỡi tấn bây giờ đám công nhân đình công david dương đóng cửa một cái bầm chuyện gì xảy ra dân sài gòn ngửi mùi rác chết cha luôn ai xử lý đúng chưa thì tôi nói quý vị Làm ăn trong việc, với việc cộng Là phải biết cách rút Và phải biết cách bảo vệ cho mình Còn không thì ráng chịu Đừng cầu cứu cộng đồng bên đây Cá nhân tôi có bạn anh tôi cũng trả giúp anh được gì hết Tôi không lên án anh là hên rồi Nhưng mà tôi cũng không giúp cho anh Cái giá phải trả Quý vị Tôi đã từng nói quý vị rất nhiều lần Làm ăn với Cộng sản có thể quý vị kiếm được nhiều tiền hơn chúng tôi bên đây nhưng đồng tiền đó không an toàn Và nó dẫn tới cái họa cho bản thân quý vị luôn Mất mạng lúc nào không hay Vô tù lúc nào không hay Bây giờ nhiều người ở bên ngoài đánh lô tô Tìm cách bán đất đai trong Việt Nam Tuồn tiền qua Mỹ Tại vì đại gia trong đó bị đánh rụng gần hết rồi Tại vì cái thế hệ lãnh đạo kế tiếp Cái thế hệ cai trị kế tiếp Nó không còn gì ăn hết Mấy thằng đi à, lãnh đạo trước nó ăn mẹ nó hết trơn rồi thì mấy thằng sau nó phải lật lại hết những cái gì của mấy thằng trước để nó kiếm ăn chứ cái kiểu cai trị của nó mà trong cái hiến pháp nó đề là cướp nhiều lần đó đất đai là sở hữu của toàn dân nhà nước quản lý đảng lãnh đạo và điều bốn hiến pháp là độc đảng cai trị đất nước việt nam hai cái này là giúp cho nó cái phương tiện công cụ cướp mỗi thế hệ mỗi thế hệ một kiểu cướp khác nhau cái đó là cái giá phải trả và đừng ai nói với tôi là Ô về Việt Nam sướng lắm anh Phong Về Việt Nam làm ăn kiếm tiền được nhiều lắm anh Phong Cứ về đi rồi tính Rồi đừng có mang cái thân tàn ma dại về Mỹ Đó là hậu quả Tôi đã nói rồi không binh cũng không chống Tại vì nếu mà tôi chống Tôi phải chống cho tới tận cùng Tôi phải chống hết tất cả những người đi Việt Nam Tại vì họ đi Việt Nam Họ xin chiếu kháng, họ xin visa Tức là họ thừa nhận chính quyền đó hợp pháp Tôi đâu có thừa nhận chính quyền đó hợp pháp Do đó tôi phải đặt lại cái rằng chống cộng của tôi và đại của tôi. Tôi không trống cũng không binh. Tự đi tự tự mình gây chuyện thì tự mình chịu. Đừng cầu cứu. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của tôi trong cái câu chuyện của bãi rác đa phước và cái hậu quả của những người đi Việt Nam làm ăn. Ráng chịu, đừng cầu cứu ai cả. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và gặp lại khán giả trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.